Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ các trang báo. Báo Thanh Niên hôm nay đưa tin Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo báo Thanh Niên, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Đức tới Việt Nam sau 11 năm, kể từ chuyến thăm của bà Angela Merkel vào tháng 10 năm 2011. Trong các phát biểu nhậm chức vào tháng 12 năm 2021 và tại hội nghị cấp cao G7, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Scholz đều nhắc đến Việt Nam như là một đối tác quan trọng, giàu tiềm năng mà Đức muốn tăng cường hợp tác. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu và là nước đã thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á và lớn thứ 6 của Đức ở châu Á. Thưa quý vị, cứ nghĩ sau khi xăng dầu tăng giá, rồi sau khi Thủ tướng chỉ đạo phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, thì việc mua xăng sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên thực tế lại khác. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân không khỏi bức xúc vì vẫn phải xếp hàng, thậm chí là nhiều cây xăng vẫn đóng cửa hoặc bán có định mức. Thông tin được báo Tuổi Trẻ phản ánh. Theo khảo sát của phóng viên báo Tuổi Trẻ, nhiều hệ thống bán lẻ xăng dầu tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn treo biển hết xăng, tạm dừng sửa chữa hoặc bán buôn cầm chừng, trong khi những cây xăng còn hoạt động thì số lượng người xếp hàng chờ vẫn rất đông. Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, một hệ thống bán lẻ xăng dầu cho biết các doanh nghiệp bán lẻ rất muốn bán thả ga, nhưng phía doanh nghiệp đầu mối chỉ cấp theo hạn mức nên phải bán cầm chừng. Một thông tin đáng chú ý được báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải, đó là tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang lên kế hoạch bán 1 triệu con heo, 10 triệu con gà và 100.000 con bò Lào đặc sản vào năm 2023. Chia sẻ với phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Văn Lộc, Tổng giám đốc công ty cổ phần Papi Hoàng Anh Gia Lai cho biết, nếu năm nay sản phẩm thực phẩm chủ lực của Hoàng Anh Gia Lai là thịt heo, thì năm 2023 công ty sẽ cung ứng nhiều đặc sản như là gà ăn chuối tươi, ủ muối, hấp hành. Đồng thời, công ty vừa hợp tác với một đối tác cung cấp bò đặc sản bên Lào để phân phối hơn 100.000 con. Ngoài ra, thì theo chủ trương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đoàn Quyên Đức, để đa dạng thực phẩm sạch tới người tiêu dùng, công ty sẽ kết nối với các đối tác đưa các đặc sản vào chuỗi cửa hàng Papi Food. Liên quan lĩnh vực ngân hàng, báo Dân Trí có bài đề xuất cho ngân hàng thương mại mua lại trái phiếu sắp tới hạn. Theo nội dung của bài viết, thì trong báo cáo gửi Thủ tướng, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã đề xuất nhiều giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện tại, như là cho phép các ngân hàng thương mại trong nước tham gia mua lại các trái phiếu sắp tới hạn và xử lý như một dạng tín dụng đặc biệt. Báo Dân Trí đăng tin, để gia tăng hiệu quả sử dụng hạn mức tín dụng năm 2023, giúp dòng vốn hỗ trợ được cho doanh nghiệp ở nhiều ngành lĩnh vực, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân đề xuất Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước làm việc với các ngân hàng thương mại để nghiên cứu thiết kế các gói tín dụng ưu đãi cho các ngành lĩnh vực sản xuất chủ lực trong nước, trong đó có những khoản mục dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để không triệt tiêu năng lực doanh nghiệp. Với việc siết tín dụng bất động sản, cần phân tách các loại bất động sản để các loại hình như xây dựng nhà ở xã hội, bệnh viện, trường học, các dự án xây dựng hạ tầng sản xuất không bị ảnh hưởng tiêu cực theo chính sách chung, từ đó tạo cơ hội cho nhiều nhóm doanh nghiệp liên quan.